Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào quý vị thiền hữu tri thức A Di Đà Phật. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày 8 tháng 2 âm lịch. Ngày mà có một con người trên thế gian là đứa con của trái đất này, giống như là bao đứa con khác, cũng có gia đình, cũng có hạnh phúc, vui buồn giống như ai. Nhưng cuối cùng con người đó đã vì những lý do gì đó và từ bỏ tất cả lại phía sau, đi vào rừng sâu để tìm chân lý của cuộc đời. Người đó tên là Sĩ Đạt Ta. Cuộc ra đi của người đó gọi là xuất gia, cuộc đại từ bỏ. Cảm nhận từ hành động vĩ đại này của Thái tử Sĩ Đạt Ta, như là người học Phật, tu Phật theo giáo chân của Đức Thế Tôn, tìm đường giải thoát, con có đôi lời cảm nhận chia sẻ cùng chư tiền hữu tri thức, người hữu duyên tu tập cùng con. A Di Đà Phật. Vì sao Sĩ Đạt Ta đã ra đi xuất gia? Kính thưa quý vị, một con người mà sống dưới cung vàng địa ngọc, một con người mà có vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ vây quanh, cao lương mỹ vị hằng ngày hưởng thụ, một con người mà sống vây quanh bởi hạnh phúc hào hoa, một con người mà ở trên chóp đỉnh của vinh quang và sự hưởng thụ, thì có lý do gì để Ngài từ bỏ ra đi những thứ mà thế gian này mơ ước quý vị? Không thể tự nhiên, không thể ngẫu nhiên, không thể không có lý do của nó được. Một trong những lý do mà con cảm nhận là sống giữa cái tình thân mẹ cha anh em, có những cái hạnh phúc của tình tiền danh lợi, của cái chốn vương vị hào hoa, nhưng chắc chắn sẽ không tránh được cái cảnh giành giật ngôi vị. Cái cảnh tranh đấu giành giật chắc chắn là Ngài đã nhìn thấy chính trong những người thân thương của mình. Và một ngày nọ, thổn thức những nỗi buồn niềm vui vô thường của thế gian, mà cái nội tâm với trí tuệ sâu lắng của Ngài, Ngài không thể chấp nhận như là một điều nghiễm nhiên được. Ngài muốn nhìn nhiều hơn, xem nhiều hơn, bởi vì xung quanh Ngài được vây quanh bởi quá nhiều những hạnh phúc giả tạm mà vị vua cha đã âm thầm tạo ra để ngăn cản Ngài khỏi những cái sự thật cuộc đời. Và âm thầm Ngài biết một cái gì đó nó tồn tại bên kia cái bức tường của cung điện, và Ngài muốn biết điều đó, chứng kiến bằng mắt của mình. Ngài đã xin phép vua cha ra cửa thành. Lần thứ nhất Ngài đi và chứng kiến cảnh của một người già lõm khổm, bước chân đi không vững, phải nương vào chiếc gậy mà bước. Nói với người dắt ngựa này, Sa Nặc, ông ta làm sao vậy? Và một người già sống đủ lâu như thế gian là già, nó diễn ra với ta sao? Một thái tử, bất kỳ một ai thưa Ngài. Một cú sốc rằng Ngài với thân thể này từng thấy người già chứ, nhưng đây là một cái cảnh già mà khiến cho Ngài nghĩ đến thân phận của mình. Một sự tỉnh ngộ quý vị. Bởi vì cái người già như vậy thì không làm được gì nữa, không còn sức mạnh, không còn trẻ trung, không còn được tung hô như cái sắc đẹp trẻ khỏe của Ngài nữa. Lần thứ hai ra cung điện, nhà Ngài thấy một người bệnh tàn phế, vô dụng và không ai ngó ngàng tới. Một cái cảnh cô đơn, hắc hiu buồn tủi, đáng thương của một kiếp người. Ai vậy Sa Nặc? Và một người bệnh, nó diễn ra với bất kỳ ai sao? Ngay cả với Ngài. Ôi, một sự khủng khiếp khi nhìn lại cái thân trẻ khỏe và được người ta cung kính thương yêu này. Nó là một sự ảo tưởng sức mạnh. Đấy là một sự tỉnh ngộ lần thứ hai. Kính thưa quý vị, lần thứ ba ra khỏi cung điện, Ngài chứng kiến một cái cảnh tàn khốc hơn nữa. Đó là cảnh của một người đàn ông bị khiêng để đi đốt, một người chết. Ai vậy Sa Nặc? Chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy? Dạ một sắc chết kính thưa thái tử. Rồi ta cũng vậy sao? Dạ không thể tránh khỏi. Bất kỳ một con người nào sinh là phải có tử kính thưa Ngài. Im bặt trong một cơn sốc sâu nặng trong lòng Ngài. Ngài giật mình hốt hoảng, ta đã đầu tư vào cái gì mà cuối cùng cái đó nó bệnh, nó già và nó bỏ ta đi. Một cuộc đầu tư hoàn toàn thua lỗ. Ta vui với những cái gì, hạnh phúc ảo tưởng hàng ngày, mà cuối cùng là ta phải giống như cái thân của người bị thiêu đốt kia, ảo mộng, hư vô. Đó là một cú sốc sâu nặng nhất như một kiếp người. Ngài thấy cái điều mà ta có mắt, ta không thấy. Ta thấy hàng ngày cảnh sanh già bệnh chết mà ta không giác ngộ như Ngài. Bởi vì Ngài thấy không phải bằng mắt này mà là bằng trí tuệ. Cái chúng ta thấy không phải bằng trí tuệ mà bằng mắt thịt này.
Kính thưa quý vị, trước khi Ngài xuất gia thì Ngài đã có một sự giác ngộ sâu nặng đó ở trong lòng Ngài. Ngài đã suy tư cực kỳ nhiều. Nó đã làm cho Ngài vô cùng sốc. Quý vị thử nghĩ, ta làm gì? Ta giành giật cái gì? Ta tìm cái gì? Ta giữ gìn cái gì? Ta thu về cái gì? Ta khao khát điều gì? Ta tranh cãi, ta hơn thua cái gì? Để cuối cùng rồi, nó chỉ là một nắm tro tàn thôi quý vị. Nhưng tại sao nó không làm cho mình sốc? Tại sao nó không làm cho mình giật mình? Tại sao nó không làm cho mình phải kêu than với kiếp người ngắn ngủi vô thường này của mình quý vị? Là bởi vì vô minh nhiều kiếp, mình cứ tưởng đây là cái nơi vĩnh cửu, cái chỗ quê hương. Mình cứ nghĩ ai chết chứ phải mình, ai bệnh chứ phải mình, ai già chứ phải mình, ai vô thường chứ phải mình. Vô thường mình thấy sờ sờ trước mặt mà mình vẫn giành giật hơn thua đấu đá một cách vô tình cố ý, tạo bao nhiêu ác nghiệp. Bởi vì mình nghĩ rằng mình không bao giờ chết, mình nghĩ rằng mình không phải là cát bụi. Sự ra đi này của thái tử đó là một tiếng chuông gióng lên cho ta rằng cũng bằng đôi mắt mà ta thấy Ngài, cũng đôi mắt ấy Ngài thấy, nhưng tại sao Ngài giật mình và từ bỏ những thứ mà cuối cùng Ngài không bỏ nó cũng bỏ Ngài. Để chúng ta biết được, dù chúng ta không bỏ như Ngài, nhưng chúng ta đừng có vì những thứ đó mà tạo ác nghiệp, mà làm việc bất thiện, rồi đem đến đau khổ cho mình, cho người ở kiếp này và kiếp sau. Sự ra đi của thái tử là một tiếng chuông gióng lên: hỡi thế nhân ơi, vô thường, không hẹn. Cuộc đời là giả tạm, ảo mộng, không thật có. Vui buồn, nó chỉ là quán trọ của trần gian. Qua đây gửi gắm một chút thân xác mấy mươi năm cuộc đời. Có gì đâu mà ta phải bộn bề, bôn ba, hơn thua, tranh đấu. Để cuối cùng một nắm tro tàn, không lưu lại một cái gì cho thế gian ngoài hối tiếc. Trên cái ngày của thái tử Sĩ Đạt Ta ra đi khỏi cái cung vàng địa ngọc, từ chối tất cả những hạnh phúc mà thế gian mơ ước, đó là một thông điệp vô cùng đặc biệt cho những người theo cái dấu chân của Thế Tôn. Như là những người Phật tử, chúng ta hãy ngồi xuống thiền quán, và trong tâm mình hình ảnh của thái tử ngồi trên lưng ngựa, vượt xa cung điện, vượt xa lạc thú, tức là vượt xa sự ràng buộc của ma vương, của vô minh và ái dục của thế gian, cột chặt mình và cứ mơ tưởng thế gian này là cõi thật, vượt xa nó và ngoảnh lại nhìn ấy, ngoảnh lại nhìn phía sau mình là giấc mộng. Cái thứ mà nó cực kỳ có vẻ giống như là ngọt ngào, hạnh phúc, êm ấm, cao sang, nó chỉ là một giấc mộng. Mà mình không thấy nó mộng, mình nhìn lại cái kỷ niệm để mình thấy được hình ảnh Sĩ Đạt Ta ra đi, từ bỏ sau lưng Ngài những thứ mà mình mơ ước. Nó là một cái tiếng chuông thức tỉnh lòng người. Cái điều thứ hai như là một lý do khiến cho Ngài ra đi đó là, kính thưa quý vị, chúng ta là những con người, cái mà chúng ta tìm là hạnh phúc. Điều này là chính đáng. Ngài không thể bỏ hạnh phúc đi tìm khổ đau đâu. Ngài có hạnh phúc nhưng mà Ngài không thấy cái hạnh phúc đó có thật thôi, cho nên Ngài đi tìm là cái hạnh phúc có thật. Cái loại hạnh phúc mà hướng ra bên ngoài á, thì cái đó gọi là thỏa mãn bằng sự lạc thú. Cái loại hạnh phúc mà hướng vào bên trong, nó chuyển hóa, thì cái đó gọi là niềm vui sống của sự giải thoát. Hướng vào bên trong á, thì mình đã có con người rồi, không cần điều kiện gì thêm. Nhưng hướng ra bên ngoài á, thì phải có điều kiện. Mà điều kiện là: một thì có người, hai á là vật chất. Mà lạc thú là phải có người và vật để mình hưởng thụ, đáp ứng cho cái mong muốn, cái lòng tham của mình. Mẹ càng lạc thú thì càng sâu nặng với cái con người và vật chất đó. Mà càng sâu nặng dính mắc vào thì mình càng bị ràng buộc. Mà sâu nặng dính mắc chừng nào thì ràng buộc nó tăng như chừng đó. Mà hễ ràng buộc là cái thứ mà con người không thích. Cái thứ con người thích là tự do. Nhưng mà mình đi hướng ra ngoài mình tìm lạc thú thì mình không thể có được tự do, mà là mình kết thúc với sự ràng buộc. Đó là một sự giác ngộ thứ hai mà thái tử thấy được. Ngài không muốn tạo ra chính cái vòng kim cô cho Ngài. Kính thưa quý vị, nhưng chúng ta đeo vàng, đeo nhẫn và trên tay, và chúng ta tổ chức ăn mừng với sự ràng buộc đó. Một cái còng số 8 hay là một cái còng bằng vàng thì nó đều là còng. Còng thì ràng buộc. Mà khi ta tổ chức ăn mừng sự ràng buộc, ta không thể tìm đến sự giải thoát. Khi ta ăn mừng sự ràng buộc rồi thì ai giải thoát cho ta đấy? Và Thế Tôn thấy cái cung vàng địa ngọc của mình đó, cái cửa mà mình đi ra đi vào đó mà mình không tự tay mở được, thì cánh cửa đó trở thành
cái bức tường. Và cái cung vàng địa ngục đó nó là một cái tù ngục. Mình có thấy được điều đó không? Mình có thấy được là cung vàng địa ngục, vợ đẹp con ngoan, những cái gì mà đang cột mình đó là một ngục tù không? Không, mình rất hạnh phúc và tình nguyện đi vào ngục tù đó. Và mình mơ ước có những cái ngục tù trang hoàng bằng vàng, bằng ái tình ấy. Và mình nghĩ đó là quê hương. Ôi thôi, chốn trần gian này là quê hương ngàn kiếp, mà nó cột chặt người bằng những khổ đau. Và ngài tỉnh ngộ như vậy. Ngài tỉnh ngộ cái nơi ngài ở nó rất đẹp, nhưng mà đó là ngục tù. Người vợ ngài rất đẹp, đứa con ngài rất ngoan, nhưng mà đó là ngục tù. Và ngài không muốn sự ràng buộc ấy. Không phải là ngài vô trách nhiệm với con, không phải là ngài không thủy chung với vợ, không phải là ngài bất hiếu với cha, không phải là ngài là một người thất bại với đất nước. Không. Cái mà ngài muốn là cái chiều kích tâm linh giải thoát hoàn toàn khỏi sự ràng buộc với bất kỳ một thể loại nào của thế gian này. Sự tỉnh ngộ thứ hai đó là động cơ rất đặc biệt để đưa bước chân ngài ra khỏi cái ngục tù được gọi là cung điện. Không phải ngài có một cung điện đâu nha, ngài có nhiều hơn là ba cung điện. Nhưng cung điện cũng là bốn bức tường, thì nhà tù cũng bốn bức tường. Và ta có trí tuệ để thấy cung điện là nhà tù hay không, và đó là trí tuệ của ngài, ngài thấy. Và đó là bài học cho chúng ta. Chúng ta có thể có hạnh phúc và không có hạnh phúc với ngôi nhà của mình. Chúng ta có thể có người thương hay không có người thương. Và chúng ta có thể hạnh phúc với người thương hay không hạnh phúc với người thương. Nhưng mà kính thưa quý vị, tất cả những cái ngôi nhà là cũng bốn bức tường, người thương của mình cũng là sự cột chặt. Hạnh phúc thì nó càng cột chặt hơn. Ta có thể bỏ đi những cái thứ làm cho ta khổ, chúng ta không thể bỏ đi những cái thứ mà làm cho ta hạnh phúc. Và chính ngài có quá nhiều những thứ làm cho ngài hạnh phúc. Và nếu ngài không bỏ đi nó khi mà ngài còn đủ sức mạnh, thì nó sẽ cột chặt ngài hết kiếp này đến kiếp sau. Và ngài đã thấy được cái kết quả cuối đường là nó sẽ cột chặt ngài, bởi vì nó quá hạnh phúc. Ngài vợ quá đẹp, quá thương yêu, quá chung thủy, ai cho bằng Gia Du Đà La. Một cái cung vàng địa ngục mà sẵn sàng để ngài trở thành một vị vua trị vì đất nước. Tất cả sẵn sàng để cho ngài trở thành một con người mà chuyển luân thánh vương, một tương lai rực rỡ. Nó đã được dự đoán và ngài đã biết được tất cả những cái sự dự đoán của đất nước, của vua cha, và đường giống như là đã vạch sẵn. Và ngài không có tự do lựa chọn con đường mình đi. Và ngài thấy đó là một sự ràng buộc nữa. Và sự ràng buộc đó đối với ngài nó là một tù ngục. Và hơn nữa, sinh tử này đối với ngài là một tù ngục. Ngài đã không có quyền để lựa chọn sự tái sinh. Ngài bị nghiệp lực thúc đẩy mình đi trong nhiều đời kiếp từ vô thủy. Và cái ngục tù của sinh tử này đối với ngài đã quá đủ ở kiếp này. Mà ngài muốn giải thoát khỏi ngục tù sinh tử đó, thì vợ chồng con cái cao lương mỹ vị, vợ đẹp con sinh, đó là một sự ràng buộc, chứ đó không phải là sự giải thoát. Cho nên ngài mới ra đi. Ra đi này tức là lên leo núi quý vị. Leo núi mà chân mình chưa vững, mình vác hai ba người trên vai mình đi nổi không? Không. Đó là lội ngược dòng sông quý vị. Vác hai ba người trên vai mà bơi ngược dòng sông được không quý vị? Không. Đi ngược chiều gió mà có quá nhiều chướng ngại thì nó dễ hay nó khó quý vị? Nó khó. Cho nên ngài phải lén lút trong đêm nhìn vợ con lần cuối. Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi đất nước này. Con, chồng, cha xin phép sự cho phép mà không được công nhận. Thì bây giờ lén lút mà đi. Xin chư vị hiểu cho. Đất nước là quan trọng, danh dự là quan trọng, hiếu thảo là quan trọng, thủy chung là quan trọng, trách nhiệm là quan trọng. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn, đó là tự do đích thực, giải thoát hoàn toàn đau khổ và nguyên nhân của đau khổ của kiếp người, thưa quý vị. Và ngài xuất gia. Ngài ra đi, ngài từ bỏ tất cả sao? Thưa không, ngài không từ bỏ một thứ gì cả. Ngài chỉ chọn một chiều kích giá trị hơn của cuộc đời. Cuộc đời này có nhiều cái mức độ giá trị khác nhau. Và ngài thấy được có một cái giá trị khác của cuộc đời mà nó cao hơn cái giá trị mà ngài đang có. Đó chính là sự giải thoát. Ví dụ như con, bằng tuổi trẻ đi xuất gia, về người thân bà con của mình nói tội nghiệp cho một người trẻ. Nó lớn lên nó không biết hưởng thụ ăn uống, nó hưởng thụ ái tình, nó hưởng thụ nhà cửa, nó hưởng thụ những cái thứ mà người đời, bao nhiêu người trẻ hưởng thụ. Nó ăn chay nằm đất, không biết gì ở cuộc đời, thật là tội nghiệp. Ô, nó đi xuất gia nó từ bỏ. Kính thưa quý vị, đó là những người mà đối với họ phải hút thuốc 2-3 điếu một ngày, đối với họ phải rượu 2-3 chén một tuần, đối với họ phải có người tình này hạnh phúc kia, đối với họ phải có nhà cửa.
vật chất thì đó mới gọi là cuộc đời. Đối với họ những thứ đó mới là hạnh phúc. Nhưng đối với con, hạnh phúc không phải là những thứ đó. Thì họ thấy con từ bỏ những thứ đó được gọi là sự thương hại, sự xuất gia, sự từ bỏ. Nhưng những thứ đó không có ý nghĩa với con, thì con chưa bao giờ thấy mình là từ bỏ xuất gia hết cả. Anh ra đường, những đứa trẻ nó ăn chơi, nó gái gú, nó hưởng thụ, nó bài bạc. Nó thấy những đứa ngồi đọc sách trong trường, tội nghiệp đó là sự từ bỏ, không biết hưởng thụ. Nhưng những đứa học ở trong sách, những đứa chăm chỉ học hành, nó đâu có thấy nó là sự từ bỏ gì đâu. Nó có một cái giá trị khác mà nó hạnh phúc với giá trị lựa chọn đó. Cho nên xuất gia không phải là sự từ bỏ. Điều này ta mới rút được một cái bài học giá trị cho người trẻ xuất gia ngày nay. Và kính thưa quý vị, ngày mai ở trong những người tu hành tăng ni ấy, có kẻ đã chán trường bỏ cuộc tu. Tức là rất nhiều người trẻ ngày nay xuất gia, thấy được cái ánh sáng đạo màu, giác ngộ của Đức Thế Tôn mà bước theo dấu chân Ngài, nhưng tiến thoái lưỡng nan, bước đi thì không có niềm vui tu tập, quay về thì xấu mặt với họ hàng bà con. Vậy làm sao? Kính thưa quý vị, đường tu hành không hề dễ. Một là nó lạc lẽo, nó cô đơn, nó vô vị một mình chứ không có ai. Cha mẹ bỏ, bạn bè không có, người thương không được phép, giới luật tùm lum, phải giữ gìn cái này cái kia, đi đứng ăn nói nằm ngồi hoàn toàn đời với đạo, nam với nữ cách biệt, rất khó khăn. Người tu rồi mới biết. Mà bên cạnh mình thì xung quanh quá nhiều những cám dỗ, cầm lên chiếc điện thoại là thấy cả một trời thế giới, không cần đi đâu, đủ vững chãi để nhìn vào mà tâm không lay động. Rồi nữa, đi tu nó có quá nhiều khó khăn, phải thời, phải khóa, phải thế này, phải thế kia. Nó quá nhiều khó khăn mà dụ dỗ thì quá nhiều bên ngoài, mà không có cái lý tưởng, cái định hướng, cái sự phấn đấu cho một mục đích rõ ràng mà mình thấy phía trước, lạc lòi vô hướng, không biết về đâu. Kính thưa quý vị, đây, nhìn sâu vào bài học của Đức Thế Tôn thì ta mới thấy được Ngài không phải vì bỏ vợ để ở một mình thì gọi giải thoát, không phải. Giải thoát không có phải là đi trốn môi trường, mà giải thoát tức là đừng để cái môi trường nó tác động đến mình. Giải thoát tức là không phải chạy trốn cái môi trường, mà giải thoát tức là tìm một cái môi trường để cái môi trường nó yểm trợ cho lý tưởng đã có sẵn trong mình, nó yểm trợ cho sự tỉnh ngộ đã có sẵn trong mình. Cho nên người trẻ nếu đi xuất gia mà chưa có sự tỉnh ngộ, nhất định rằng ái tình là mộng ảo, thế gian là vô thường, và có một cái chiều kích tâm linh được gọi là tự do giải thoát qua sự chuyển hóa nội tại, qua những cái sự hành trì để làm cho mình bớt tham sân si, và đó là niềm hạnh phúc trên con đường tu tập á. Và mình biết đó là cái giá trị của kiếp người á. Và mình có ít nhiều cái cảm nhận đi trên con đường giải thoát là tự do, là hạnh phúc á, là bình yên á. Mà mình bắt đầu vội vàng chọn con đường ở một mình độc bộ lữ hành thì rất dễ rơi vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lợi bất cập hại, đi không đành, lùi cũng không xong. Cho nên những người mà trẻ muốn khởi tâm xuất gia thì hãy quán chiếu cho thật sâu lý do vì sao Sĩ Đạt Ta đã bỏ tất cả những gì mà cuộc đời mong muốn. Là bởi vì không phải Ngài bỏ, mà Ngài biết những thứ này không bằng những thứ mà Ngài cảm nhận nó sẽ giá trị hơn. Và nếu Ngài ở trong cái chốn đó, cái chốn cũ mà Ngài có những cái thứ xung quanh đấy, những thứ đó sẽ là chướng ngại cho hạnh phúc, cho giác ngộ, cho giải thoát mà Ngài đã có ít nhiều ở trong tâm. Bao giờ mà ta thấy những cái thứ cuộc đời nó vây quanh ta, như là vợ chồng, con cái, vàng bạc, của cải, hạnh phúc của thế gian, nó là chướng ngại thì ta hãy bỏ. Nếu ta chưa thấy những thứ đó là chướng ngại, mà ta cũng chưa có được cái niềm vui giải thoát ít nhiều, mà ta vội vàng bỏ để đi con đường mà ta chưa biết về đâu á, thì đó là một điều không nên. Trước sau ta cũng sẽ hối hận. Nếu xuất gia giao duyên thì không sao, nhưng lựa chọn đi thẳng thì khoan. Xuất gia tức là biến một con người như là một chiếc xe, từ chiếc xe đẩy chuyển sang một chiếc xe đề. Bây giờ quý vị đi, một chiếc xe đẩy với một chiếc xe đề, quý vị nghĩ chiếc xe nào hiện đại hơn? Đề. Đề tức là sao? Mình bấm một cái chứ không cần ai đẩy, xe nó vẫn nổ, nó vẫn chạy. Mình muốn cuộc đời của mình không cần ai mà mình vẫn hạnh phúc, hay là mình phải cần có quá nhiều người mình mới hạnh phúc? Thì có quá nhiều mình mới hạnh phúc và tự mình hạnh phúc, thì cái con người nào là hiện đại hơn, con người nào là trí tuệ hơn? Nhưng mà kính thưa quý vị, cái mô hình ngày nay của thế gian, cái mô hình mà thế gian này chạy theo để kiếm hạnh phúc, đó là chiếc xe đẩy. Mặc dù là cái gì cũng đề hết,
cái gì cũng bấm nút nó chạy hết. Nhưng mà đó là một mô hình đẩy, tức là cái gì cũng phải nhờ ở bên ngoài kia một cách tiện nghi nhất, càng nhiều càng tốt để làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải là đề, mà đó là đẩy. Ta cần rất nhiều người vỗ tay ta mới cảm thấy là mình giá trị. Ta cần nhiều hơn một người nhận ra thì mình mới hạnh phúc. Chứ nếu không thì chỉ đi ngoại tình làm gì. Mình đã có một người thương là được rồi, nhưng mà vẫn nhiều hơn hai người thương mình giấu giếm nhau. Mình vẫn cần nhiều hơn hai cái nhà, cần nhiều hơn hai bộ đồ, cần nhiều hơn hai đôi dép, cần nhiều hơn rất nhiều những thứ mà nó đủ cho mình xài mà mình vẫn không thấy hạnh phúc. Mà có rất nhiều, và có rất nhiều loại, rất nhiều thứ. Và đó là một thế giới trông có vẻ rất hiện đại, nhưng thực chất thì rất là tụt hậu, rất là lạc hậu. Bởi vì hạnh phúc của họ không được quyết định bởi đề, mà bởi đẩy. Mà người xuất gia là người đi con đường tự chọn hạnh phúc cho chính mình, chứ không vay mượn hạnh phúc của thế gian. Bởi vì họ tỉnh ngộ rằng cái gì vay mượn đó phải trả vốn lẫn lời, không trước thì sau, không nhanh thì muộn, mà mỗi khi trả mình không hẹn trước bất kỳ lúc nào. Và người xuất gia là người mà tự mình làm mình vui, mà đi ban tặng niềm vui cho người khác. Đi bước chân thảnh thơi, nhìn đó hoa tươi nở và buổi bình minh hít, và cảm thấy mình đang sống, thấy người thương mình bên cạnh, cơm còn ăn, nhà còn có chỗ về, và hơi thở vào ra miễn phí. Ở cuộc đời như vậy là thiên đường. Nhưng nếu mà mình bận biểu quá, mình lo nghĩ hoài, mình có nhiều dự án tương lai quá, quá khứ mình nặng nề quá, ủa hạnh phúc đâu ra? Hạnh phúc không phải là ở đâu khác ngoài cái phút giây hiện tại, mà mình tâm mình bận biểu sao nhận ra. Cho nên xuất gia là trở về với hiện tại. Xuất gia là buông bỏ đi hai đầu của thời gian, ra khỏi cái quá khứ và tương lai, bận biểu trong cái suy tư của cái tôi của mình, tham lam đòi hỏi. Xuất gia là trở về đây và hài lòng với những gì mình đang có, và tỉnh giác chánh niệm bằng cái mục đích là tỉnh thức, chứ không phải là hưởng thụ cái đam mê. Xuất gia là ra khỏi cái sự ràng buộc và bắt đầu giải thoát vào trong mỗi bước chân. Xuất gia là giống như mỗi ngày mình phải có một ly cà phê uống thì mình mới thỏa mãn. Sáng nay không có ly cà phê nào hết mà mình vẫn tươi mới gương mặt như thường. Vì xuất gia là ra khỏi phiền não, gọi là xuất phiền não gia. Và xuất gia tức là ngồi một mình, không cần ai xung quanh vỗ tay khen ngợi, trò chuyện vui buồn, mình vẫn vui và vẫn đối diện được với những cái vui buồn nội tại của mình, gọi là xuất gia. Xuất gia là tập ngồi một mình mà có niềm vui sống. Ngồi với cái cây, ngọn cỏ, dưng chó, như bầu trời, dưới đám mây, mà tâm mình rỗng rang, tĩnh lặng, nụ cười mình mới mẻ, lòng mình an vui, đó là xuất gia. Cho nên kính thưa quý vị, cái nhất định có phải bỏ chồng bỏ vợ mình mới gọi là xuất gia không? Không. Xuất gia không phải là chạy trốn khỏi môi trường để tìm môi trường mới. Xuất gia là đừng có để cái môi trường đó nó ảnh hưởng tới mình. Tức là mình tự do ngay trong sự ràng buộc á, mình vững chãi ngay trong cái sự bộn bề bôn ba. Ở một mình chỉ để hỗ trợ cho cái lý tưởng giải thoát, chứ ở một mình không phải là xuất gia. Rất nhiều người một mình, và nhiều lần mình cũng một mình, nhưng mà mình thấy mình rất phiền não, mình rất buồn, rất lo sợ, rất cô đơn. Chứ cuối cùng thì mình cũng một mình thôi. Mình ngủ, mình ăn, mình uống, mình sinh hoạt kiếp người mình cũng mình chứ mấy. Thì đâu cũng một mình thôi à. Sinh ra đây một mình, chết về một mình. Nhưng mà mình chưa bao giờ xuất gia cả. Cái ý nghĩa xuất gia đích thực là mỗi lần mà mình phiền não là mình tự nhìn vào phiền não của mình và giải thoát nó ra, chứ không phải nhờ người khác lắng nghe mình mới hết khổ. Đó là xuất phiền não gia. Xuất gia tức là ra khỏi cái nhà của tam giới, tức là cái mục đích cuộc sống này của mình nó không phải là vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ của thế gian, mà nó ảo mộng, mà mình cứ tưởng nó thật để mà mình lấy hết cái năng lượng thời gian của kiếp người này, mình gom nó về, mình giữ nó, mình cho nó thật. Không. Mục đích kiếp người của này của mình là tỉnh thức và giải thoát. Vậy hãy lấy cái mục đích đó là cái mục đích mình hướng tới. Mình ở với vợ chồng con cái hay mình ở một mình, thì cái mục đích của mình là giác ngộ, hướng tới con đường ra khỏi tam giới, gọi là xuất tam giới ra. Vậy thì mình cứ ở với người thương mình thôi, nhưng mình vẫn hướng đến con đường giải thoát. Và họ không phải là mục đích, họ là phương tiện để cùng với mình đi con đường tỉnh thức đó. Nếu họ chưa làm được thì tự thân mình làm, và coi họ như là Bồ Tát để cho mình tự chuyển hóa lấy mình. Mình không đòi hỏi, không kiểm soát, không mong mỏi họ thỏa mãn mình. Lúc đó họ là Phật, là Bồ Tát để cho mình tu tập trên con đường mà mục đích tỉnh thức mà mình chọn. Xuất thế tục gia.
Ra khỏi nhà thế tục không phải là chạy trốn vợ chồng con cái của mình. Ra khỏi thế tục tức là mình ở trong thế tục mà mình không coi những cái thế tục là cái thứ mà mình hướng đến như là mục đích của kiếp người. Mình vẫn đi kiếm tiền, vẫn phải có lương, mình vẫn phải ăn ngày ba bữa, mình vẫn phải có nhà ở, phải có người thương, phải có sự chăm sóc, phải có sự hy sinh, phải có thương yêu ở trong đó. Nhưng mà mình không có coi những thứ đó là mục đích của một kiếp người ngắn ngủi vô thường này, mà mình coi nó là phương tiện để rèn luyện giới định tuệ của mình nó vững chãi, để cho tham sân si mình nó chuyển hóa, nó bớt dần khi mình sống ở trong đó. Coi những người mình thương bên cạnh, coi cuộc sống hiện tại thân tâm của mình, mà lấy đó làm cái môi trường mình tu hành. Và mình hãy xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Và hãy ngồi điện lưng ngựa, ra khỏi cung vàng điện ngọc của sự dính mắc, cái lạc thú đam mê của thế gian. Hãy thực tập như vậy âm mỗi phảnh phất, và coi nó là sự rèn luyện tỉnh thức tâm linh của chính mình. Kính thưa quý vị, con kính chia sẻ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.